Thank you for joining me on a Saturday night. I'm going to go over an approach, general approach to brain tumors today, and we're going to focus most of our time and attention on glioblastoma, which is the most common primary malignant brain tumor. Xin cảm ơn các bạn đã dành ngày buổi thời gian buổi tối ngày thứ bảy để đến với cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi xin phép được trình bày về cái tiếp cận và các khối u não và tập trung nói nhiều về cái u nguyên bào thần kinh đệm là một trong những cái dạng u não phổ biến nhất. I'd like to start our discussion by presenting a case. This was a 39-year-old gentleman that I took care of several years ago. He presented to our clinic initially with visual difficulty of 2-month duration. He was an avid marathon runner, and he noticed that he was tripping when he was running on trails. He was having trouble seeing his mouse while he was trying to do his work in the office. Didn't have any other neurological issues or any other medical history that was contributory. And the only thing on his neurological exam that was significant was a left lower field visual loss. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là tôi sẽ giới thiệu một ca lâm sàng. Một bệnh nhân nam 39 tuổi thuận tay phải đến với lại cái phòng khám và bệnh nhân này có là cái khó khăn trong nhìn khó 2 tháng nay. Anh này là một vận động viên marathon và anh này chú ý là mình bắt đầu bị trượt ngã, trượt té nhiều hơn khi chạy và khó thấy là cái con trỏ, con chuột khi dùng trên máy tính trong văn phòng và không khám thấy dấu thần kinh định vị nào khác. Không có dấu thần kinh nào khác. Ngoài chỉ có một cái vấn đề duy nhất mà chú ý là cái khuyết nửa dưới thị trường bên phải. Bên trái, xin lỗi. So when we approach a case like this, it's first of all important to localize where this gentleman's problem might be. The neurological exam suggested that he was having difficulty with vision involving the left lower field. That when we think about the layout of the optic pathway from the eyeball to the occipital lobe in the brain, would tend to localize us to the right occipital lobe or the right parietal area. Okay. Và cái dấu thần kinh mà ở trên khám ở bệnh nhân này á, thì chúng ta sẽ có thể dựa vào cái sơ đồ này để mà gợi ý cái vị trí tổn thương ở trong não. Thì với cái khám cái dấu thần kinh mà chúng ta thấy là cái khuyết nửa thị trường bên trái thì nó gợi ý một cái tổn thương ở phía bán cầu não phải. Then next things for us to consider, since of course this gentleman ended up having a brain tumor, would be what else might have been presenting symptoms. So I'm going to go over some of the focal, common presentations for brain tumors. Thanks. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp cận đến là một những cái bao giờ sẽ bàn vào cách tiếp cận các bạn như thế nào. Thì những cái biểu hiện, những cái lý do chủ yếu nào mà một cái bệnh nhân sẽ đến gặp, đến khám bác sĩ nếu mà có cái u não. Most often, patients do present just like the gentleman we discussed with a focal neurological deficit. And quite frequently, they may also come in with personality, behavioral, or cognitive changes, depending on parts of the brain that are involved. First-time seizure event is another typical presentation. And then they may come in with a new type of headache. When they do report a headache symptom, some key things that we should pay attention to in order to make sure we don't miss any concerning features would be the first time somebody is presenting with a new type of headache, or if they have an established headache pattern, maybe the experience of it is different in some way, or it's the worst headache they've ever experienced, or there's an incremental progressive worsening, the worsening with a change in position or worsening with Valsalva. All of those features could suggest that there is an alternative diagnosis than a primary headache syndrome like migraine, and thus we should take our time and do an investigation. And finally, even if you have a patient who has a long-standing history of a problem like epilepsy or headaches,
It's worth our time to be thoughtful when they're describing new features that would merit an investigation. Thì một cái bệnh nhân mà khi đến khám vì cái nếu mà có thực sự là cái u não thì những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ để ý là bệnh nhân sẽ có những cái dấu hiệu thần kinh khu trú. Thứ hai là thường gặp là bệnh nhân sẽ có những cái thay đổi về tính cách, về cái hành vi và cái khả năng nhận thức của bệnh nhân cũng có một số những cái bất thường so với bình hàng ngày. Cái thứ ba là một cái triệu chứng cũng khá điển hình, nó là co giật. Và một cái đặc biệt của chúng ta cần chú ý đó chính là cái triệu chứng đau đầu. Và nếu mà bệnh nhân mà đến khám vì đau đầu thì chúng ta sẽ phải chú ý đến đánh giá cái tính chất của cái đau đầu này để có thể có cái chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán sơ bộ chính xác. Đầu tiên là phải xem coi là cái đau đầu này là cái cơn đau đầu đầu tiên hay là cái hay là trong cái quá trình mà bệnh của bệnh nhân thì bệnh nhân cũng cái đau đầu này càng lúc nó càng tệ. Rồi hoặc là một cái đợt đau đầu mới gần đây xuất hiện hoặc là tính chất của nó khác với những cái lần đau đầu trước đây của bệnh nhân hoặc trong cái quá trình bệnh cái quá trình đau đầu á, thì càng lúc nó càng xấu hơn gây khó chịu nhiều hơn cho bệnh nhân hoặc là cái đau đầu này nó sẽ thay đổi tính chất đau đau hơn khi mà mình thay đổi vị trí hoặc là nó đau hơn nó trầm trọng hơn với nghiệm pháp Van Sava. Và với những cái triệu chứng này thì chúng ta phải chú ý tới một cái chẩn đoán phân biệt là với cái u não thay vì một cái vấn đề đau đầu điển hình ví dụ như là đau nửa đầu. Và dù là bệnh nhân đã có một cái tiền căn là đau đầu kéo dài rồi hoặc là co giật thì cái việc mà thay đổi những cái cái biểu hiện hoặc là cái đặc điểm của những cái triệu chứng này thì cũng gợi ý là mình phải thăm khám kỹ và những vấn đề thần kinh khác. In terms of the neurological examination of the patient, the key things we want to look for would be presentation with weakness, sensory changes, or incoordination that would again help us localize where the patient's problem might be anatomically. Depending on the size of the lesion though and its location, particularly the time it has taken to reach its current size, the focal neurological deficits may or may not be present on the exam, and their absence does not preclude presence of a mass lesion. We talk about the reflex exam in particular. In general, we expect them to be increased when the mass lesion has been present for at least several days. And then when we have difficulty with multiple cranial nerves, we should take special attention. And that may indicate a brainstem problem, but also could be a clue for presence of leptomeningeal cancer involvement. Most importantly, though, during the exam, it is critical for us to recognize and assess for signs of increased intracranial pressure because that can be life-threatening. Khi mà chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái vấn đề thần kinh thì mình sẽ cần phải khám thần kinh. Thì chúng ta sẽ đánh giá sức cơ của bệnh nhân, dị cảm hoặc là những cái rối loạn phối hợp vận động. Thì tùy vào cái kích thước, vị trí và thời gian của khối phát triển của khối u thì những cái dấu thần kinh định vị có thể có hoặc là không tại thời điểm mà chúng ta khám. Và cái sự mà không có những cái dấu thần kinh định vị, không có loại trừ là bệnh nhân có cái khối u. Chúng ta đánh giá cái phản xạ gân của bệnh nhân và phản xạ này sẽ giảm nếu mà tổn thương cấp ở cái neuron vận động vùng trên và phản xạ sẽ tăng khi mà tổn thương này đã xuất hiện vài ngày rồi. Và với liệt một số dây thần kinh sọ, nếu mà bệnh nhân có biểu hiện là liệt vài dây thần kinh sọ thì chúng ta cần phải để ý và đây có thể là một cái dấu để gợi ý là bệnh cẳng di căn não màng não. Và cực kỳ quan trọng thì chúng ta cần phải nhận ra và đánh giá các triệu chứng của tăng áp lực nội sọ vì đây là cái thứ mà chúng ta có thể giúp bệnh nhân là giải quyết được. Just a quick word on increased intracranial pressure. So I'd like to remind us of the Monroe-Kelly doctrine, which states that the volume inside the cranium is fixed, and thus blood, cerebrospinal fluid, and brain tissue exist in a state of equilibrium normally. If we have an increase in one of these components,
then you might decrease in the volume of the other components to compensate. Now, when these increases are small, brain or blood volume increase very incrementally and slowly. This is reasonably tolerated until about the intracranial pressure reaches around 25 millimeters mercury. After that, any further increase can cause compliance to fail, and further increase can be quite catastrophic for the patients. Thì khi nhắc tới áp lực nội sọ thì chúng ta sẽ nhắc lại về cái học thuyết của Monokelly. Thì học thuyết này cho rằng là cái thể tích hộp sọ của chúng ta là không có thay đổi, và những cái thành tố trong hộp sọ là có máu, rồi dịch não tủy và mô não thì sẽ cùng tồn tại ở trong cái hộp sọ, và với một cái điều kiện là thể tích nó luôn là hạn định. Thì khi mà tăng cái thể tích của một trong những cái thành tố này thì đòi hỏi là những cái phần còn lại sẽ phải chịu chèn ép để mà đảm bảo cái sự bảo toàn thể tích. Thì những cái tăng nhỏ nhỏ về thể tích máu hoặc là thể tích mô não thì nó vẫn có thể được chấp nhận khi mà cái áp lực nội sọ này nó tăng lên cho tới khoảng 25 mm thủy ngân. Tuy nhiên khi mà vượt qua cái khoảng khả năng bù trừ của cái áp lực nội sọ rồi á, thì chỉ cần tăng một cái một chút ít thể tích lên thôi cũng có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. So here is a graphic to illustrate this a little bit further. On the left side, we have a picture that's describing the normal state of the pressure volume equation. And then we have a mass lesion that is slowly developing. Initially, the cerebrospinal fluid is allowed to be removed a little more increasingly, and the venous outflow is increased. And thus, there's quite a normal presentation without the patient necessarily having symptoms. When the mass reaches a certain threshold, though, that compliance fails and the patients can have quite significant symptoms. The most important of which, of course, is related to brain herniation. So for instance, here in this example, this patient has a subdural hematoma that is causing compression of the adjacent brain tissues, and the image is illustrating the different directions in which brain herniation can occur. When it's under the fox, we call it subfalcine herniation. When the uncus is coming down toward the brainstem, we call it uncal herniation, and so forth. All of these syndromes have very significant symptoms, and of course, our goal is to try to identify the problem before anything like this can happen. Thì cái sơ đồ bên tay trái là một cái mô hình rất là trực quan về cái việc mà bảo toàn cái thể tích của hộp sọ. Thì như hình cái hình đầu tiên sẽ là một cái điều kiện hộp sọ bình thường, là có các thành phần nó tồn tại tương quan với nhau, và khi xuất hiện của một cái khối choáng chỗ ở trong não thì nó sẽ đẩy ra cái ví dụ như là thể tích của tĩnh mạch, rồi não tủy nó sẽ phải nhường chỗ cho cái khối choáng chỗ đó. Và giả sử như có một khối u rất là lớn nó phát triển thì sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn khi mà nhịp não tủy hay là lượng máu nó sẽ phải mất đi. À, sẽ phải bị đẩy đi chỗ khác. Thì như cái hình bên phải thì thầy đang muốn minh họa một số những cái tình trạng như thoát vị ở trong não do một cái khối máu tụ ở bên thùy thái dương phải. Thì khi mà có một khối máu tụ lớn như vậy thì nó có thể đẩy gây những cái thoát vị như là đẩy lệch đường giữa, rồi nó có thể gây ra thoát vị dí lèo vân vân. Thì những cái triệu chứng này đều có thể gây ra những cái những cái tình trạng này đều gây ra những cái triệu chứng rất là trầm trọng mà chúng ta cần phải là xác định sớm để mà có thể xử lý được. Now, in order to recognize signs of intracranial pressure, we need to be aware of some of the individual findings. So patients may report things like lethargy, nausea, vomiting, or changes in their vision. And then on the neurologic exam, we may see that there's swelling in the back of the eye called papilledema. We may find that they have an abducens palsy, meaning they're unable to abduct one or both eyes, or they may have a partial oculomotor palsy, difficulty with other eye movements, and a dilated non-reactive pupil. Now, importantly here, an isolated cranial nerve 6 palsy, so an abducens palsy with otherwise normal exam, should be considered as a false localizing sign.
This is indicative of increase in intracranial pressure rather than some other problem related to the nerve, and thus should be investigated as such. Thì để nhận biết tái rối loạn nội sọ thì một bệnh nhân thường đến với chúng ta với những cái triệu chứng như là mệt mỏi, buồn nôn, nôn hoặc là có thị lực thay đổi. Thì khi mà chúng ta khám soi đáy mắt thì sẽ thấy là bị phù cái phần sau của nhãn cầu hay là phù gai thị. Và cái tái rối loạn nội sọ cũng có thể gây ra là liệt cơ vận nhãn ở một hay hai bên mắt. Là chúng ta sẽ thấy mắt bệnh nhân không có thể vận động theo ý lệnh được. Và cũng có thể gây ra liệt vận nhãn một phần hoặc là đồng tử giãn mà mắt phản xạ ánh sáng. Và một điều quan trọng trong cái vấn đề là liệt cơ vận nhãn số 6 á, là dây thần kinh sọ số 6. Thì nếu mà có đơn độc một cái liệt thần kinh sọ số 6 thì đây chúng ta không nên kết luận ngay đây là một cái tổn thương của bản thân dây thần kinh. Thì người ta gọi đây là một cái dấu thần kinh định vị mà bị sai định vị. Và đây thường là một cái dấu chỉ điểm cho cái tăng áp lực nội sọ. This slide is just to quickly review the exam findings we discussed. There's an example of papilledema. There's an example of a patient with an isolated cranial nerve 6 palsy. And then here's one way how the oculomotor nerve can be compressed, whether it's by a mass lesion such as a tumor or an aneurysm, causing a dilated pupil. Thì đây là một số những cái hình ảnh để mà ví dụ cho những cái triệu chứng mà tôi vừa nói. Hình bên trên là cái hình ảnh soi đáy mắt và cái hình ảnh phù gai thị. Hình ở dưới là cái hình ảnh mà là liệt dây thần kinh sọ số 6. Và hình bên phải là hình ảnh một khối u nó sẽ chèn ép vào cái mạch máu và thần kinh mà gây ra là giãn đồng tử mà mất sản xuất ánh sáng. Now what we don't want to occur is something called the Cushing's triad. This is a severe sign of increase in intracranial pressure where the patients both have an increase in blood pressure, decrease in pulse and abnormal respirations. Thì có cái tam chứng Cushing nó cũng là một cái dấu để mà chúng ta có thể nghĩ là bệnh nhân có một cái tăng áp lực nội sọ là có tăng huyết áp tâm thu, giảm áp mạch và giảm nhịp thở. There are certain things we can do when any of these things are occurring. The first move would be to elevate the head of the bed, which will result in a slight reduction in pressure. We can quickly administer things like IV mannitol or hypertonic saline if we're in a setting in order to be able to do so. When it comes to management of brain tumors, though, the most helpful tool we have in an urgent situation is to administer glucocorticoids. However, they cannot be used for management of increased intracranial pressure due to other problems like intracerebral hemorrhage or ischemic stroke. And then, of course, hyperventilation is another measure we have, though the effect of this is quite short-lived. Okay. Để mà giải quyết cái vấn đề tái rối loạn nội sọ thì có một số những phương pháp, đó là nằm đầu cao, rồi để mà giảm cái áp lực trong hấp sọ, rồi chúng ta có thể truyền maraton tĩnh mạch một liều 1 gram phạt ký, rồi nước muối u trương. Quan trọng là chúng ta cũng có một cái công cụ đó là glucocorticoid. Thì xài corticoid thì khá là hiệu quả ở trong u não. Tuy nhiên thì nó không được khuyến cáo được sử dụng ở trong giải quyết vấn đề là tăng trong cái điều trị tăng áp nội sọ, bởi vì nó có thể gây ra cái nhồi máu hoặc xuất huyết não. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải tăng thông khí để mà duy trì cái áp lực CO2, PCO2 ở mức 26-36 mét thủy ngân. Và cái này thì có tác dụng ngắn. In terms of glucocorticoids, when it comes specifically to brain tumors, this management can be life-saving in the setting of an impending herniation due to a brain tumor. In terms of the agent of choice, dexamethasone is the one we most commonly use in neuro-oncology. This one has a long half-life and it permits twice-a-day dosing or even once-a-day dosing. And it also has minimal mineralocorticoid activity and thus it's not causing any issues in that regard. In the emergency setting, typically you will see a 10 milligram IV bolus administered.
administered, and then this is followed by a total daily dosing up to 16 milligrams. That's quite a high dose and should only be used for short periods of time. And much lower doses are actually quite effective, and we should just be careful with the total amount we're giving the patient and the duration of it. If we do use it twice a day, the second dose I suggest should be administered no later than 4 o'clock in the afternoon. This is to help avoid insomnia. And then important to remember is administration of this agent can impede the diagnosis if we're dealing with the case of CNS lymphoma. They can cause transient resolution of areas of enhancement on the MRI scan and thus make it difficult for us to obtain a biopsy and result in a diagnostic delay. When possible, we do prefer to delay initiation of steroids until after biopsy or resection has been completed. But of course, if you have a significant life-threatening situation, then we just use them. We must use them, we continue to use them. Thì cái việc sử dụng corticoid trong cái bệnh lý u não thì như thế nào? Thì đây là một cái công cụ mà chúng ta có thể dùng để cứu mạng bệnh nhân khi trong những cái trường hợp mà là dọa thoát vị não do u não. Và cái liều dexamethasone thường sử dụng là lý do vì chúng ta đó thời gian bán hủy dài, chúng ta có liều là 1-2 lần một ngày và nó có ít tác dụng của corticoid khoáng như aldosterone. Liều dexamethasone thì là trong cái điều kiện cấp cứu thì là sẽ là 10 mg bolus tĩnh mạch. Thường là sau đó mình sẽ tiếp tục điều trị với lại cái tổng liều một ngày là lên tới 16 mg. Tuy nhiên đây là một liều rất là cao và không có thường sử dụng. Những cái liều mà thấp hơn á, thì sẽ thường có cho hiệu quả rất là tốt. Và liều cao, dexamethasone mà liều cao thì cần phải giảm liều từ từ và duy trì ở cái mức là liều hiệu quả tối thiểu. Nếu mà cho cái thuốc dexamethasone mà 2 lần một ngày á, thì cái liều thứ hai nên là buổi chiều và khoảng là sau 4 giờ chiều để tránh cái mất ngủ. Và tuy nhiên thì phải chú ý là corticoid có thể làm chậm chẩn đoán lymphoma thần kinh. Nó cải thiện tình trạng tổn thương thoáng qua, cho nên nó ảnh hưởng đến cái việc mà khi mình sinh thiết cái tổn thương và sẽ gây chậm chẩn đoán và gây nhiễu cái việc xác định giai đoạn bệnh. Và chỉ nên bắt đầu corticoid sau khi đã sinh thiết hoặc là mình đã cắt xong cái u rồi. Tuy nhiên nếu mà tình trạng bệnh nhân đang rất là nặng hoặc là có những cái triệu chứng mà cần giải quyết ngay thì chúng ta vẫn nên cân nhắc là cứu mạng bệnh nhân trước là khởi đầu cái corticoid luôn. Now going back to our case, of course those types of considerations thankfully don't apply. This gentleman presented with a single problem which was left over visual field loss and no additional neurologic issues to suspect increased intracranial pressure. So for him, the imaging modality of choice to assess him further would be, of course, to get an MRI of his brain with and without contrast. Thì chúng ta sẽ quay lại cái ca lâm sàng của mình trên trình bày lúc đầu. Thì một bệnh nhân nam 39 tuổi, không có cái tiền sử thần kinh gì hết và chỉ có một cái dấu thần kinh duy nhất đó là cái khuyết nửa thị trường bên tay trái. Và ngoài ra thì không có cái vấn đề về thần kinh gì cả. Thì cái chụp đó hình ảnh lựa chọn để mà khảo sát cho bệnh nhân này là gì? Thì câu trả lời là chúng ta sẽ chụp MRI não bệnh nhân có và không có cản quang. However, in the emergency department setting, it's important to realize we can also very quickly typically obtain a CT of the head, and the most useful thing about getting that would be to quickly identify intracerebral hemorrhage, such as exemplified in this case with this hyperdense area on the right side of the patient's brain. Trong một trường hợp cấp cứu, trong cái trường hợp cấp cứu thì một cái nếu mà chúng ta làm nhanh để giải quyết để mà thấy ngay cái tổn thương của bệnh nhân á, thì một cái CT scan não cũng có thể trả lời được cái cho biết là bệnh nhân có cái tình trạng tổn thương cái khối u trong não hay không. Thì như cái hình ảnh chúng ta thấy là có một cái khối u ở bên não phải, một tổn thương ở bên não phải.
We do have other modalities available to us. I'll briefly mention before going through our patient's actual scans. Just to introduce the concept, MR spectroscopy is another way of looking at brain tissue where we make a comparison between normal tissue and tumor tissue to see if levels of metabolites are different. Here, the most useful three would be N-acetyl aspartate, creatinine, choline. In general, in tumor tissue, NAA level is reduced and choline level is increased. Sometimes we use this tool to see if we might be dealing with a tumor if it's in a delicate area, very infrequently used in actual practice. And then similarly, MRI perfusion imaging is a way for us to look at blood flow to different regions of the brain. Particularly in my clinic in neuro-oncology, this is helpful for us to distinguish between radiation necrosis and tumor recurrence. In general, if a patient has been treated with radiation and we're dealing with true necrosis, the perfusion to that part of the brain tends to be low, whereas if we're dealing with the tumor recurrence, the perfusion tends to be increased. So that's just another modality we have for additional information. Thì trong cái slide này thầy cho giới thiệu hai cái phương pháp chúng ta có thể sử dụng để khảo sát trên MRI. Thì cái đầu tiên sẽ là cái phổ cộng hưởng từ. Thì cái phổ cộng hưởng từ này là một cái nó đo cái cường độ của cái mô mà phản ánh lại để mà biết được là nó cái mô này là mô bình thường hay là một cái ung thư. Thì hình bên trái là một cái phổ cộng hưởng từ của một cái mô bình thường, thì các bạn có thể thấy là cái nồng độ của cái đồ thị của choline á này nó sẽ ở cái mức như vậy, và bên phải là NAA, một cái đỉnh rất là cao. Thì trong cái mô ung thư như ở đây là cái u sao bào mà độ nhẹ độ thấp á, thì cái NAA nó sẽ thấp, bị hạ xuống, và cái choline nó sẽ tăng lên, nó sẽ một cái đỉnh là cao. Thì cái ứng dụng của cái phổ cộng hưởng từ này theo lời của thầy, nó là một để mà khảo sát cái những cái tổn thương mà chụp thấy trên MRI mà ở những cái vị trí rất là nhạy cảm mà cần để coi mình có can thiệp hay không. Và thứ hai là một cái biện pháp là khảo sát cái cộng hưởng từ tới máu não, để mà cái ví dụ thì đưa ra để phân biệt giữa cái hai cái thứ, là thứ nhất là cái hoại tử do xạ trị, và cái thứ hai là cái tái phát. Thì trong cái hoại tử do xạ trị á, thì cái túi máu, cái hình ảnh túi máu mà trên cái phim khảo sát này á, nó sẽ không có tăng nhiều, nó cũng ở mức bình thường. Nhưng mà trong một cái mạng mạch máu của cái u á, thì khi mà khảo sát túi máu não, nó sẽ thấy là cái dòng máu, cái flow nó tăng rất là cao. Returning to our patient, we're looking at his MRI. As we anticipated, he does have a right occipital lesion. However, unexpectedly and unfortunately, this lesion extends all the way into his right thalamus, which is one of the deep tissues of the brain. Thì quay lại với cái ca lâm sàng của chúng ta, thì chúng tôi đã dự trù được là cái ca này chắc là nó có tổn thương bên não phải đó. Tuy nhiên mà chúng có một điều mà chúng tôi không ngờ, đó là cái tổn thương này nó đã lan, nó mở rộng tới cái thùy hải mã ở bên não phải của bệnh nhân rồi. On the sequences of the MRI with the contrast dye, we see that the lesion does have a ring enhancing contrast uptake, and no additional areas of involvement are noted. So when we summarize, this is a T2 flare hyperintense lesion involving the right occipital lobe and right thalamus with a ring enhancing component. So what should be some of our diagnostic considerations? Thì cái phim đây là cái phim MRI não của bệnh nhân, thì chúng ta có thể thấy là một cái bệnh nhân có một cái tổn thương và có tăng sáng dạng vòng nhẫn ở cái rìa của cái khối tổn thương, và ngoài ra thì không thấy cái những cái tổn thương thần kinh nào khác trong não. Thì tóm tắt lại, đây là một bệnh nhân nam 39 tuổi, trên phim MRI có cái tăng tín hiệu ở bên tăng sáng dạng vòng nhẫn trong cái phim cảnh quan. Thì như vậy thì một số cái chẩn đoán chúng ta sẽ đưa ra là gì?
It turns out the list for this is actually quite long. We should be thinking about primary brain tumors such as glioma or CNS lymphoma. In the appropriate setting, we should be considering metastatic brain tumors, infection, and inflammatory conditions like sarcoidosis, or even demyelinating conditions such as multiple sclerosis can be tumor-affective in appearance and have a tumor-like appearance. And vascular malformations can look like this. And importantly, in the appropriate setting, in a patient who has previously received radiation, radiation necrosis can look quite similar as well. Thì đáng ngạc nhiên là cái danh sách mà cái chẩn đoán phân biệt mà chúng ta cần phải quan tâm khá là dài. Và ví dụ như là nếu mà u não nguyên phát thì có thể là u nguyên bào đệm, hoặc là có thể là lymphoma thần kinh nguyên phát, hoặc là những cái bệnh u não khác. Chúng ta cũng có phải cân nhắc cái chẩn đoán là cái u não di căn, hoặc là tình trạng nhiễm trùng, hoặc là những tình trạng viêm như u hạt, vân vân. Bệnh thoái hóa bao myelin cũng là một cái vấn đề chúng ta sẽ cần phải quan tâm, và dị dạng mạch máu nó cũng có thể đưa ra những cái vấn đề tương tự. Và đặc biệt là chúng đối với những một số những cái trường hợp với những cái tính chất mà cá biệt á, thì chúng ta có thể nghĩ đến là cái hoại tử do xạ trị cũng có thể đưa ra những cái vấn đề tương tự như mà bệnh nhân này. Now, in order to establish the diagnosis, we can think about doing a couple of other tests which are necessarily applicable for this patient. One would be to do a lumbar puncture to assess the cerebrospinal fluid. This can help us identify diagnoses such as primary CNS lymphoma. It would, of course, also help us with an infectious or inflammatory condition. Be mindful that doing a lumbar puncture would, of course, be contraindicated if there's a significant mass lesion that's associated with cerebral edema and causing mass effect on healthy nearby brain tissue, because doing a procedure at that setting can cause herniation. So we just need to be careful about that. Thì trong quá cái xây để mà xây dựng cái chẩn đoán của mình đó, thì chúng ta phải cân nhắc làm thêm một số những cái xét nghiệm. Thì chọc dò thắt lưng hay chọc dò dịch não tủy là một trong những cái thủ thuật chúng ta có thể làm, vì đây là chúng ta có thể phân biệt được là đây là một cái lymphoma thần kinh nguyên phát, hoặc đây có phải là vấn đề viêm viêm hay là nhiễm trùng gì hay không, bằng cái phân tích cái sinh hóa của dịch não tủy và đốm tế bào. Tuy nhiên thì có một chống chỉ định của cái chọc dò thủy sống, đó là nếu mà bệnh nhân có cái nguy cơ mà thoát vị mà chúng ta có thể ghi nhận nguy cơ này ở trên màn chứng chỉ hình ảnh, thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được cái không làm được cái thủ thuật này, vì nó sẽ gây ra cái nguy cơ là thoát vị não nếu mà chúng ta thực hiện thủ thuật này ở điều kiện cấp cứu. In most cases, we do need to have a tissue diagnosis, and that's done with a biopsy or a resection of the tumor. There are certain situations, though, where we have a radiographically benign appearing lesion, such as the small meningioma I've highlighted here, where you may not need to do any kind of procedure and simply monitor. Or there may be situations where we have multifocal lesions in the setting of a known malignancy, such as this patient had a history of brain cancer. And again, you may not need any procedure to understand that this must be due to metastases. Okay. Để xác chẩn thì trong đa số các trường hợp thì chúng ta đều phải làm tế bào học hay là giải phẫu bệnh. Thì cái để làm được chuyện này thì chúng ta sẽ cần cái sinh thiết hoặc là cắt khối u bằng phẫu thuật. Thì sẽ có một số những cái trường hợp mà mình sẽ không cần phải thực hiện điều này. Ví dụ như trên hình ảnh bên tay trái của chúng của trên cái hình phim MRI đó, thì đây là một cái u màng não mới. Thì nếu mà bằng chứng hình ảnh học cho thấy là cái u này là lành tính và có thể theo dõi cái tiến triển của nó qua cái chỉnh hình ảnh, thì chúng ta không cần phải cắt, không cần phải làm cái tế bào học. Hoặc là hình bên phải là một cái chất tổn thương mà tăng sáng đa nhân trong cái bước trong cái bệnh cảnh là bệnh nhân có ung thư vú. Thì nếu mà bệnh nhân đã có bằng chứng là có u ác ở các cơ quan khác mà mình phát hiện ra những cái khối u mà phù hợp với cái tình trạng di căn của bệnh nhân trong não, thì cũng không cần sinh thiết. Other caveats to our surgical approach.
In general, for an adult patient with a suspected glioma that's accessible by surgery, maximum safe surgical resection is by far what we prefer over just a biopsy. This can both provide symptomatic relief and is associated with a survival benefit. Resection also helps prevent an incorrect diagnosis, such as a sampling error issue where we may have a wrong grade assigned to the tumor. In cases where the tumor is not accessible for a resection, biopsy might be the only option. For instance, in this patient that has a brainstem glioma, that would not be possible to remove surgically. And also, biopsy is preferred in cases of suspected CNS lymphoma because that tumor is very amenable to chemotherapy, and thus there's really no role for a large-scale resection. Okay. Thì một số những cái hướng đi để mà xử trí ngoại khoa thì ở bệnh nhân mà trưởng thành mà có nghi ngờ có cái u thần kinh đệm ở những cái vùng mà tiếp cận được bằng phẫu thuật thì cái việc mà cắt trọn được lựa chọn so với là sinh thiết. Bởi vì sao? Bởi vì nó cắt trọn thì nó sẽ giảm chịu nó giải quyết được cái triệu chứng và nó có liên quan tới cái lợi ích sống còn của bệnh nhân, và nó cũng đồng thời là giúp ngăn ngừa cái chẩn đoán sai. Bởi vì sinh thiết thì mình có thể lấy không có đúng vị trí, hoặc là cái lượng tế bào mình lấy nó không đủ để mà mình có thể mà phân độ cái khối u. Và trong những cái khối u mà ở vị trí không thuận lợi, ví dụ như là vị trí là nguy hiểm, thì chúng ta có thể là lựa chọn là sinh thiết hơn là chúng ta có thể là phẫu thuật bằng cắt trọn. Và sinh thiết cũng được ưu tiên mà lựa chọn trong những cái trường hợp mà nghi ngờ là liêm phong thần kinh trung ương, bởi vì vấn đề này thì chúng ta sẽ nói cái bệnh này được xem như là một cái bệnh mà của toàn bộ cái não bộ rồi, cho nên mình không này không có phẫu thuật để mà cắt được cái khối u. For our patient, we were able to pursue a partial resection of the enhancing portion of the tumor. Due to the deep area of involvement, the thalamus could not be addressed during this surgery. And afterwards, it is very common practice for patients to be started on seizure medication. I just wanted to briefly discuss that. Routine use of such medication is not recommended unless the patient, of course, experiences a seizure event. Though in the post-operative setting, levetiracetam, or Keppra, as we call it most often here, is used at a 500 milligram twice a day dose for a duration of 2 to 6 weeks, just as a preventive measure in the setting of post-surgery. Thì cái hình hồi nãy mà thầy có chiếu là cái hình chụp mà sau khi mà đã lấy được cái phần lớn của cái khối u ra, và nhưng mà vẫn còn một ít cái phần ở thùy hải mã. Thì sau khi phẫu thuật thì có một số những cái lưu ý mà về thuốc chống co giật, thì các bác sĩ chúng ta thường hay cho cái thuốc chống co giật này. Thì việc dùng thần quy thuốc chống co giật thì ở bệnh nhân u não là không có khuyến khích. Thuốc chỉ định thuốc chống co giật á, thì chỉ nên sử dụng ở những cái bệnh nhân mà có co giật, hoặc là khi mà xuất hiện đến với chúng ta vì co giật, hoặc là trong quá trình điều trị thì bệnh nhân xuất hiện cái cơn co giật. Và cái ngoại trừ duy nhất mà được để dùng cái thuốc chống co giật này á, mà là cái một cái liệu trình ngắn của cái thuốc chống co giật mà dùng sau khi mà chúng ta mổ lấy u, thì cái thuốc mà tôi đang kể đây là cái Keppra 500 mg, là dùng 2 lần một ngày, và tùy vào phẫu thuật viên thì có thể ngưng thuốc từ 2 đến 6 tuần sau mổ. For our patient, after the surgery, the pathology was consistent with glioblastoma, a grade 4 tumor. The other markers the pathologist commented on was that the tumor was IDH wild type, and then it did not have MGMT methylation. We'll discuss what those things mean in just a moment. But I wanted to show you what an example of a glioblastoma can look like. The most typical appearance is you will find necrotic areas like here, and then tumor cells surrounding it in this type of wave-like pattern. This is called pseudopalisating necrosis. And you will also see small blood vessels like the ones I'm highlighting,
which is indicative of microvascular proliferation. So that combination is very classic for glioblastoma. Đây là sau khi mà cắt cái khối u của bệnh nhân của chúng ta thì đây là kết quả do phẫu bệnh. Thì đây được đánh đây là một cái u nguyên bào thần kinh đệm và được phân loại là theo Tổ chức Y tế Thế giới là phân độ 4. Về gen đó, thì đây là cái IDH thở hoang dại và cái u này thì không có thể hiện ra cái việc methyl hóa cái gen MGMT, thì hai cái vấn đề này chúng ta sẽ bàn sau. Và ở đây tôi cho các bạn thấy cái hình ảnh giải phẫu bệnh của cái u nguyên bào thần kinh đệm, nó sẽ trong điển hình là như thế này. Đó là ở phía giữa chúng ta thấy một cái vùng là hoại tử, và xung quanh đó là sẽ thấy các tế bào khối u nó sẽ vây quanh cái vùng hội hoại tử này, và rải rác có thể thấy những cái mạch máu, vi mạch máu nhỏ ở cái phần rìa của cái khối u. Thì đây là một trong những cái hình ảnh giải phẫu bệnh rất là đặc trưng, cho gọi là cổ điển, điển hình cho cái u nguyên bào thần kinh đệm. Now let's break down some of the terminology we just encountered and start by describing what a glioma is. These are tumors of the brain and the spinal cord that arise from glial cells, and glia itself is the Greek word for glue. They're classically defined according to the tissue type they resemble. So if it looks like an astrocyte, it's called an astrocytoma. If it resembles oligodendroglial cells, we call them oligodendrogliomas. And if it looks like ependymal cells, we call them ependymomas. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi lại cái u thần kinh đệm là gì. Thì đây là cái những khối u mà ở não hoặc tủy sống mà bắt nguồn từ tế bào thần kinh đệm. Thì cái chữ mà glia trong cái từ glioma đó là một cái từ tiếng Hy Lạp mà có nghĩa là keo. Và cái u thần kinh đệm này thì được phân loại dựa trên cái hình ảnh mô học, nó giống với những cái tế bào mà thần kinh đệm. Ví dụ như là nếu mà cái hình ảnh đó mà nó giống như là tế bào hình sao thì gọi là u sao bào. Nếu mà giống tế bào đệm ít gai thì gọi là u tế bào thần kinh đệm ít gai. Rồi nếu mà nó giống tế bào màng nội tủy thì gọi là u màng nội tủy. In terms of the grading of these tumors, generally grade 1 and 2 are used if you're dealing with a low-grade, slow-growing tumor that has a better prognosis, and a grade 3 or 4 represents a faster-growing, higher-grade tumor with a shortened survival. And in this system, glioblastoma is by definition a grade 4 tumor. Thì trong cái hệ thống phân loại phân độ u thần kinh đệm của Tổ chức Y tế Thế giới thì độ 1, độ 2 là phân độ thấp thì có tiên lượng tốt. Và độ 3, độ 4 là cái u thần kinh đệm mà có phân độ cao thì nó có liên quan đến cái thời gian sống còn ngắn hơn. Và trong cái hệ thống này thì là u nguyên bào thần kinh đệm là phân loại là u độ 4. In terms of tumors as a whole, glioblastoma is again by far the most common primary malignant brain tumor. And then compared to other types of tumors, the only one that's more frequent than that would be in general meningiomas and tumors of the pituitary gland. OK. Thì theo cái hệ thống này á, thì chúng ta thấy là cái bên tay trái là cái vị trí của phân loại của các cái u não, và bên tay phải là cái phân loại theo cái tế bào mô học của các loại u não. Thì chúng ta thấy là cái phổ biến á, là cái từ cái u màng não. Rồi tiếp theo là cái u ở cái bú ở cái tuyến yên. And then again, if you look at malignant tumors, the whole and all gliomas, by far the most common is glioblastoma. Và chúng ta cũng thể thấy tiếp tục là cái tỷ lệ của các cái u ác ở não á, thì sẽ thấy là cái u nguyên bào thần kinh đệm là một trong những cái u mà gọi là cực kỳ phổ biến. And if we look at an age-based distribution, you'll see that glioblastoma is more frequently observed in our older patients, with the incidence increasing after the 50s and particularly high in the 60s. Okay. Thì đây là một cái đồ thị về cái tỷ suất mắc cái các loại mà
u não mà phân theo lớp tuổi thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà mắc cái u nguyên bào thần kinh đệm thì nó sẽ tăng cao lên là sau 50 tuổi, và đặc biệt là cái lớp tuổi từ 65 tới 74 tuổi. Now, there are some risk factors we discuss when it comes to brain tumors in general, though for glioma specifically and meningiomas, the only really known risk factor is exposure to treatment doses of ionizing radiation. Có những cái mà yếu tố nguy cơ mà có thể gây ra cái u thần kinh đệm, thì những cái yếu tố mà không ion hóa và những cái yếu tố mà ion hóa thì các bạn có thể thấy đây là. And there are some genetic risk factors too. I'm just going to briefly mention things like neurofibromatosis type 1, Leaf-Romanian Lynch syndrome can predispose people to gliomas. Tiếp theo là một số những cái những cái biểu hiện và nguy cơ di truyền của thần kinh đệm, thì có thể thấy là những cái nhiễm sắc thể, những cái biểu hiện của gen như trong cái hình liên quan tới một số những cái bệnh. And then allergies are interestingly thought to be a possible protective factor for glioma in general. Tiếp theo là có một số những cái yếu tố bảo vệ nào mà giúp cho một người bệnh là khó mắc cái u thần kinh đệm hay không? Again, glioblastoma though is the most common malignant primary brain tumor, more frequent in men, and it's still quite rare, occurring only about 3.2 per 100,000. This is a particularly deadly disease with a median survival of only 10 to 12 months, and 5-year survival is only 6.8%. The median time to first recurrence is dismal at only 7 months. Về khi nói về cái u nguyên bào thần kinh đệm thì cái đây là một trong những cái mà u ác mà nguyên phát phổ biến nhất ở não, thì hay gặp ở nam giới, và đây là một trong những cái u mà có cái khả năng chết, tỷ lệ mà cái nguy cơ mà gây tử vong và gây chết người rất là cao, khi mà cái tỷ suất trung vị tỷ lệ sống còn á, sống trung vị thì chỉ khoảng là từ 10 tới 12 tháng, và cái thời gian sống 5 năm á, tỷ lệ sống 5 năm chỉ khoảng 6,8% thôi, và nó có rất là hay tái phát, là cái thời gian tái phát trung vị là khoảng 7 tháng. Then we briefly mentioned that IDH and MGMT earlier, so just to introduce the concepts. IDH is a gene that's actually part of the citric acid cycle or the Krebs cycle. It converts alpha ketoglutarate, I'm sorry, isocitrate alpha ketoglutarate, and it's frequently mutated in lower grade tumors and glioblastomas, especially because of the new way they are being classified as of 2021. You should not see an isocitrate dehydrogenase gene mutation, and our patient did not have this. Trong cái chúng ta có nhắc đến cái nguyên nhân về di truyền của gây ra u nguyên bào thần kinh đệm, thì là cái IDH là một cái enzyme sẽ mà chuyển hóa cái acid isocitric thành cái alpha acid alpha ketoglutarate, thì cái đột biến của cái IDH này á sẽ tạo ra cái acid 2 hydroxyglutarate. Đây là một trong những cái yếu tố, một cái chất mà quan trọng trong cái việc mà hình thành cái khối u mà nó phần độ thấp, cho nên cái việc mà không thấy cái đột biến IDH mà chỉ thấy cái thể hoang dại đó, thì sẽ là dự báo cho cái u mà có cái phần độ cao, ví dụ như trong cái chúng ta là u nguyên bào thần kinh đệm. And then the other alteration that was discussed called MGMT is a DNA repair enzyme. When that is methylated, it means it's turned off and the DNA repair mechanism inside of the tumor is deficient. And thus those tumors are more susceptible to chemotherapy, versus unmethylated tumors are more resistant to chemotherapy. Unfortunately, our young patient had an unmethylated tumor. Okay.
Thì cái TMZ là cái temozolomide là một cái thuốc hóa trị đường uống thì rất là hay dùng trong u não vì nó có một cái tác dụng nó là nó sẽ gây đột biến tại một số những cái vị trí của cái ADN ở trong cái khối u. Thì cái MGMT là một cái men có thể mà sửa sửa cái DNA của cái khối u á, nghĩa là nếu mà mình điều trị bằng cái thuốc TMZ này nó gây đột biến xong cái gen nó sẽ sửa lại thì cũng như không. Thì nếu mà cái gen MGMT này đã được bật á thì cái bệnh nhân sẽ không có đáp ứng với điều trị bằng hóa trị. Nếu mà cái MGMT này được tắt á, thì sẽ bệnh nhân sẽ điều trị tốt hơn với lại cái hóa trị. Thì việc mà một cái bệnh nhân mà có cái MGMT mà được methyl hóa thì cái chức năng sửa lỗi này sẽ bị tắt và bệnh nhân sẽ đáp ứng với điều trị TMZ hơn. Thì rất là không may là bệnh nhân chúng ta thì lại có cái MGMT này nó không có methyl hóa nên sẽ kém đáp ứng với điều trị hóa trị. Now, how do we approach to treating this patient? It's going to be our next focus. In this case, the patient went through 6 weeks of radiation therapy with a chemotherapy drug called temozolomide. And then he started additional treatment with the same chemotherapy agent following radiation. My last follow-up, he'd completed one cycle of those and he'd also started treatment with the Optune device. So I'll go through some of those treatments in detail next. Thì quay lại cái ca lâm sàng của chúng ta thì chúng ta sẽ nên điều trị như thế nào? Là thứ nhất là chúng tôi đã cho bệnh nhân là 6 tuần xạ trị phân liều và phối hợp với lại cái hỗ trợ bằng temozolomide và TMZ đường uống và hiện đang vẫn đang hỗ trợ với lại TMZ. Và lần tái khám gần nhất thì là bệnh nhân đã hoàn thành một chu kỳ điều trị và chúng tôi đang lên kế hoạch cho anh ta được điều trị với cái thiết bị là Optune. Chúng ta sẽ nói sau cái này. In terms of the overall approaches to review, of course, our starting point is surgery. We follow this radiation with chemotherapy, and then the fourth modality would be the device we're going to in just a second. Cái tiếp cận để mà quản lý và điều trị u nguyên bào thần kinh đệm thì chúng ta đã có cái phẫu thuật cắt u, chúng ta sẽ có xạ trị, có hóa trị và một khái niệm đó là điện trường trị liệu. In terms of surgical resection, the extent of resection, as we said earlier, is associated with improved survival. So if we're able to get all visible tumor out, on average survival is estimated around 15 months, whereas when we only do a biopsy, it can be as little as 7 months. Some tumors, of course, involve deep structures, so we can't do a gross total resection. And also, though, interestingly, we have now techniques such as oblique craniotomy or use of 5-ALA that can better highlight the tumor areas and improve the extent of resection. Để nói về cái phẫu thuật cắt u thần kinh đệm á, có phân độ mô học cao, thì cái diện cắt mà được rộng á, thì nó sẽ có liên quan đến cái việc là cải thiện cái thời gian sống còn của bệnh nhân. Ví dụ như là nếu mà chúng ta cắt trọn thì thời gian sống còn là 15 tháng và nó chỉ dừng lại ở việc sinh thiết thôi thì thời gian chỉ còn là 7 tháng. Và một số những cái u thì nó sẽ dính với lại những cái cấu trúc sâu hoặc những cái u này nó đa nhân thì việc mà thực hiện cái cắt trọn, phẫu thuật cắt trọn thì nó sẽ không có khả thi. Thì có một số những cái kỹ thuật mà để mà thực hiện cái phẫu thuật cắt u này á, đó là mở sọ thức tỉnh hoặc là sử dụng cái acid aminolevulinic hay là 5-ALA có thể mà làm tăng cái diện cắt của phẫu thuật. Here's an example of how 5-ALA can highlight the tumor area during surgery under special light. Đây là một cái ví dụ về cái việc sử dụng cái 5-ALA sẽ làm tăng cái khả năng nhìn thấy khả năng phát quang của cái bú của cái u khi mà trong phẫu thuật khi dưới một cái đèn chuyên dụng. Another treatment you might hear of is after surgery, sometimes surgical colleagues will insert farmastine wafers. This is a type of chemotherapy that can be placed in the surgical bed to immediately start chemotherapy for the tumor.
very infrequently used these days. It does not necessarily extend survival by a significant amount and can cause wound complications, so you will rarely encounter this in practice. Thì đây là một cái ví dụ về một cái liệu pháp hóa trị là trong lúc mà sau khi mổ cắt u xong á thì người phẫu thuật viên có thể cấy cái viên thuốc camostin này là một cái viên thuốc hóa trị vào cái khu vực của khối u, coi như là mình thực hiện cái hóa trị mà ngay tại cái vị trí khối u luôn. Thì tuy nhiên á, là những cái kết quả nghiên cứu thì nó cho thấy là cái có cái hiệu quả của nó còn đang bàn cãi, và bệnh nhân sẽ phải đối mặt với một số những cái biến chứng khác của cái việc cấy cái viên camostin này. Cho nên thì các bạn sẽ thấy là cái việc làm này sẽ hiếm trên thời lâm sàng. Now for the majority of our patients, the after surgery, the next line of treatment is radiation. And in terms of the radiation options, the two main ones to tell you about would be photons and protons. Proton is the newer technology in this regard. The difference is this. Photon rays, when targeting the tumors, go through the entire tissue and deliver the energy slowly, whereas proton can be more specifically aimed at the tumor tissue, and then the energy falls off quite rapidly, so there's less toxicity to surrounding normal tissue. This example on the right shows a patient where we treated with craniospinal irradiation, which means radiation to the whole brain and the spine. And with the proton beam, you're able to stop the beam quite a bit before it reaches the other tissue, whereas with the conventional photon, there's a little more exposure. Okay. Thì một tiếp theo thì chúng ta sẽ nhắc đến vấn đề là liệu pháp xạ trị. Thì chúng ta sẽ so sánh cái hiệu quả của dùng photon và proton. Thì photon thì khi mà chúng ta cái tia mà xạ nó sẽ tăng cường độ và giảm độ dần dần, và nó không đặc không có đặc đặc hiệu cho cái khối u. Tuy nhiên proton là một cái phương pháp mới mà nó sẽ đặc hiệu cho khối u hơn. Thì các bạn thấy là nó sẽ tăng cái cường độ mà tấn công vào khối u và tự động giảm cái cường độ khi mà gặp cái các mô lành. Thì cái hình ảnh bên tay phải thì cái hình bên tay trái chúng ta, các bạn có thể thấy là khi mà dùng cái proton á, thì cái phần tác động của nó thì nó sẽ dừng lại khi mà nó qua cái phần dây sóng, và nó không có ảnh hưởng lên những cái mô lành. Tuy nhiên là cái hình bên phải là cái hình xạ trị bằng áp dụng kỹ thuật photon thì nó sẽ tác động lên toàn cơ thể luôn. Now to this we add chemotherapy. In general, for treatment of glioblastoma, we pursue a 6-week course of radiation therapy where patients receive treatment Monday through Friday. And then every day of the week, they receive chemotherapy with an oral medication called temozolomide. This is followed by a 4-week break where we don't administer any treatment. And then we start adjuvant temozolomide, where the medication is given 5 days every 28 days. So patients are 5 days on the medication, 23 days off the medication. And the dosing increases in that phase. We try to do 6 such cycles. Thì đây là cái liệu trình của chúng tôi để mà điều trị cái nguyên bào thần kinh đệm. Thì nó sẽ là có 6 tuần điều trị với lại xạ trị, và với 5 ngày sẽ chiếu xạ và sẽ được điều trị hỗ trợ bằng TMZ. Sau đó bệnh nhân sẽ có 4 tuần mà nghỉ, và tiếp sau đó bắt đầu một cái chu kỳ điều trị hỗ trợ bằng TMZ. Đó là sẽ cứ mỗi 20 chu kỳ 28 ngày thì sẽ có 5 cái ngày điều trị bằng TMZ, và cái liều nó sẽ tăng dần. Liều sẽ tăng dần, và chúng tôi sẽ thực hiện cái liệu trình này trong vòng 6 chu kỳ. Now that combination of radiation plus temozolomide has been clearly shown to improve survival for glioblastoma patients, but just by an order of a few months. Cái việc mà điều trị mà kết hợp giữa xạ trị và TMZ á, là đã được chứng minh là nó sẽ cải thiện được cái thời gian sống còn của bệnh nhân so với lại cái xạ trị mà đơn độc thôi. Tuy nhiên thì cái việc cái tỷ lệ sống còn nó tăng cũng không có nhiều.
This is just additional trial data. In interest of time, I'll move on. In terms of patient breakdown, those who have an MGMT methylated tumor tend to respond to chemotherapy better and survive longer when we administer this combination treatment. Okay. Đây là một cái đồ thị mà thể hiện cái thời gian sống còn của những cái bệnh nhân mà điều trị hóa trị liệu và có so sánh giữa hai cái nhóm là có methyl MGMT và không có methyl hóa MGMT. Thì những bệnh nhân mà có methyl hóa MGMT cho thấy được chứng minh là có đáp ứng với điều trị hóa trị tốt hơn nhiều so với lại là không methyl hóa MGMT. And then when we look at combinations overall, the best benefit is seen in terms of patients who are MGMT methylated and receive both radiation and the temozolomide course. Chúng ta có thể thấy là đây là một cái biểu đồ mà so sánh cái tổng hòa của các cái đường cong mà sống còn. Thì cái không methyl hóa MGMT và có xạ trị thì sẽ có hiệu quả hơn là có cái methyl hóa MGMT và có xạ trị. Và cái không methyl hóa MGMT có xạ trị và có phối hợp với lại TMZ thì có hiệu quả cũng cao hơn là cái trường hợp là không methyl hóa và có xạ trị. Now to this we can add an electronical device called the tumor treating field, which delivers alternating electrical current to the tumor area. And use of that along with chemotherapy has been shown to increase survival further. Thì cái tiếp theo chúng ta bàn tới cái ứng dụng của điện trường trị liệu. Thì đây là cái nghiên cứu và cho thấy là cái thời gian mà cái mà kết hợp giữa cái điện trường trị liệu và cái hóa trị á, thì nó sẽ có hiệu quả hơn là cái sử dụng temozolomide đơn độc. Now, in our older patients, 6 weeks of radiation can be poorly tolerated. And thus, for the elderly and the frail, we generally shorten the course where we may give the dose of radiation over 3 weeks instead. Thì cái u nguyên bào thần kinh đệm ở người cao tuổi á, thì nó sẽ thấy là cái thời gian sống còn của cái bệnh nhân này thì nó cũng không có được cao. Như là những cái bệnh nhân khác và cái diện cắt u và cái điểm mà performance gọi là cái điểm mà về sinh hoạt của bệnh nhân á là một cái yếu tố quan trọng liên quan tới cái thời gian sống còn. And that shortened course has been shown non-inferior to the longer course in the elderly, and it's still associated with the survival benefit. Và cái liệu trình mà rút ngắn của cái liệu trình rút ngắn của cái xạ trị và cái temozolomide á thì nó cho thấy là có cái hiệu quả. Sorry, Professor, you said the shortened course is better, right? Is non-inferior and still associated with survival benefits compared to radiation. Okay. Cái liệu trình rút ngắn thì nó không có kém hiệu quả hơn so với cái liệu trình bình thường của cái người người trưởng thành và cái hiệu quả và cái lợi ích mang lại nó cũng là tốt. Unfortunately, despite this multimodality treatment, there is almost always a recurrence of the tumor, for which we don't have a standardized approach, and multiple lines of treatment can be considered, though the preferred management would be a clinical trial. Nguyên u mà thần kinh mà tái phát á, điều trị thì chưa có một cái cách tiếp cận mà nó chuẩn mà đã được chấp nhận. Thì một số những cái lựa chọn là sẽ phẫu thuật. Nếu mà cái diện cắt mà nó mang lại cái ý nghĩa thì có thể thực hiện được. Có thể phối hợp với lại xạ trị, rồi dùng một thuốc là bevacizumab hoặc là dùng cái thuốc là lomustine.
cái lựa chọn của cái việc quản lý vẫn còn đang nằm trong một cái thực nghiệm lâm sàng. skip this in the interest of time. The most frequent agent you might see used in the setting of a recurrent glioblastoma is probably bevacizumab, which is exceptionally good at controlling tumor-related swelling. Đây là một cái ví dụ của cái đáp ứng điều trị của bevacizumab. Thì bệnh nhân có cái đáp có cải thiện về mặt thần kinh qua thời gian điều trị, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái liệu trình điều trị này. You might see dramatic improvements even after just a couple of doses, as we're showing in this example. Các bạn có thể thấy được là cái sự cải thiện rất là đáng ngoạn mục của cái tổn thương ở trên cái hình phim qua cái thời gian điều trị. However, multiple clinical trials, both for newly diagnosed and recurrent glioblastoma, unfortunately didn't show any survival benefit from this agent. We don't need to go through the results in detail, but in general, these days we use it more for symptom management related to tumor-related edema. Okay. Thì rất là nhưng mà tuy nhiên rất là khá là buồn là trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng á, thì cái hiệu quả, cái lợi ích về thời gian sống còn của cái chất này thì nó không có đáng kể, cho nên là chúng tôi nó chỉ là có vẻ có một chút cái hiệu quả ở những cái bệnh nhân mà có cái triệu chứng mà nặng. There's an example of how bevacizumab can improve progression-free survival, so help with the symptoms, but unfortunately it does not prolong overall survival. Đây là một cái hình mà các bạn có thấy là cái bevacizumab nó sẽ có cải thiện cho cái những cái tỷ lệ sống còn ở cái bệnh nhân mà không có cái diễn tiến không có cái diễn tiến tăng nặng của khối u. Tuy nhiên mà thời gian sống còn chung thì nó không có cải thiện gì cả. And as we said before, just summarizing for the moment, in the recurrent glioblastoma setting, very similar results were seen, improvement in symptoms, but no prolonged survival. Thì đây là tổng hợp một số các nghiên cứu ở bevacizumab. Thì ở bệnh nhân mà có cái u nguyên bào thần kinh đệm tái phát thì nó có giúp cải thiện cái triệu chứng nhưng mà nó không có cải thiện cái thời gian sống còn chung. That said, we still very frequently use it because it is so helpful for tumor-related symptoms when there is a recurrence and associated edema. Sorry again, Professor. That said, we still use it frequently because it is so helpful for symptom control for our patients. Thì cái trong cái nghiên cứu này thì người ta đã nghiên cái hiệu quả là do cái sử dụng cái nhóm chứng là đến từ nhóm chứng lịch sử. Now, in terms of other treatment options, a recent one that was added to our treatment list was an agent called regorafenib. When compared to an older chemotherapy drug called lomustine in a small study of 119 patients, it was shown to have improved survival and improved progression-free survival for recurrent glioblastoma, and thus we are sometimes using it now in our clinical practice. Trong một cái nghiên cứu khác, người ta đánh giá cái thuốc là regorafenib so với lại cái thuốc truyền thống là lomustine, thì có kết quả cho thấy là trong một cái nghiên cứu mà có khoảng 120 cái đối tượng á, thì cái regorafenib này nó có hiệu quả cải thiện cái tỷ lệ sống còn chung, và nó cũng là cải thiện cái tỷ lệ sống còn ở những bệnh nhân mà không có tiến triển của khối u. Other experimental approaches I'll very briefly mention would include things like immune checkpoint inhibitors to help our immune system become activated and have a response against the tumor. Một số những cái cách tiếp cận khác, một số những cái biện pháp điều trị khác mà chúng tôi đang thực hiện đó là ví dụ là những cái chất ức chế những cái checkpoint trong cái hệ miễn dịch, thì đây là sẽ kích hoạt những cái phản ứng miễn dịch để tấn công cái tế bào khối u. While these drugs have been very successful in treatment of cancers like lung cancer or melanoma, we are trying to find uses for brain tumors still, and hopefully we'll get better at utilizing them in the future.
Thì cái tiếp cận này nó đã rất là thành công ở trong một số ung thư, như ung thư trực tràng. Thì chúng tôi đang nghiên cứu để coi là có thể sử dụng cái này trong u não hay không, và hy vọng trong tương lai sẽ có kết quả. Another experimental approach would be CAR T cell therapy, which is helpful in treatment of liquid malignancies. And we're trying to utilize this for glioblastoma as well. This is where we genetically modify T cells, multiply them, and give them back to patients again to have an anti-tumor response. Đây là một cái liệu pháp là gọi là CAR T cell, có nghĩa là chúng tôi sẽ lấy cái tế bào T cell, tế bào T của bệnh nhân, và có thể gắn những cái thụ thể đặc thù để mà có thể tấn công vào khối u, và chúng ta sẽ đưa nó ngược trở lại vào cơ thể của bệnh nhân để có thể mà điều trị khối u. Yet another approach would be a vaccine-based therapy where we design vaccinations against tumor antigens. These can be very customized based on individual tumor types or targeting things we frequently find on the surface of glioblastoma cells. Multiple clinical trials are happening in this regard. Thì một cái liệu pháp khác nữa đó là liệu pháp sử dụng vaccine. Thì cái mục tiêu là nó sẽ là kích hoạt cái phản ứng miễn dịch để chống lại khối u. Thì cái liệu pháp này thì chúng ta sẽ có thể là thay đổi cái chiến lược để mà kích hoạt cái phản ứng miễn dịch, có thể là kháng nguyên liên quan khối u vân vân. Thì một vài cái thử nghiệm vaccine đã hoàn tất trên cái đối tượng là bệnh u nguyên bào thần kinh đệm mới được chẩn đoán. And then in terms of another immune approach, injection of viral particles to be subsequently taken up by tumor cells, followed by treatment with an antiviral agent in order to generate an immune response is also the subject of multiple trials. Đây là cái liệu pháp tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu, là cái liệu pháp sử dụng virus. Thì cái virus sẽ được đưa vào cái khối u hoặc là đưa vào tuần hoàn hệ thống, rồi cái virus sẽ được cái tế bào khối u mà nó hấp thụ, và sau đó nó sẽ kích hoạt cái quá trình là chết tế bào, và từ đó sẽ gây tùy thuộc vào cái loại virus mà cái cơ chế nó sẽ khác nhau. And additionally, you'll see us sequencing many of these tumors now to find genetic alterations in them. In this example I'm showing here in a patient with glioblastoma, we found an alteration in a gene called RET and another one in a gene called ROS1, for which we have actually medications already on the market for other tumor types. I was able to obtain one called pralsetinib for this patient, and she had a 6-month sustained response. And the tumor only recurred in the setting of other illness when we have to stop the medication. Thì cái giải trình tự gen thế hệ mới thì cho phép chúng tôi có thể tìm ra những cái đột biến có thể tác động lên cái mô khối u. Thì có hai cái nghiên cứu là RET và ROS1. Thì nó tìm từ đó mà có thể đưa ra một số những cái loại thuốc đang có thể bán trên thị trường. Thì có một cái thuốc là cái phương pháp này nó rất là nó khá là hứa hẹn, tuy nhiên là cái gì kết quả cần phải cẩn thận. Và cái một cái câu hỏi là cái gen mà chúng ta thay đổi đó thì có thực sự là có ý nghĩa và có thể là điều chỉnh hay không. So while our current treatments are clearly extremely limited on glioblastoma, along with other types of malignant brain tumors, remains quite deadly, resisting our conventional approaches, we are learning to be smarter both in terms of understanding the tumor, its microenvironment, and the immune system's response to it. Leveraging all of those things, probably in a multimodality manner, will hopefully lead to better outcomes in our patients, and we're going to keep trying to make that happen. Thì cái vấn đề cái thần kinh học và ung thư thần kinh học đó thì là một cái vấn đề mà rất là khó, và sẽ nó đòi hỏi cái sự tìm hiểu chúng ta về cái bệnh học, về cái miễn dịch vân vân.
của cái bệnh kích thước miễn dịch của bệnh nhân, thì chúng tôi hy vọng là sẽ có thể giúp các bạn và cải thiện cái chất lượng điều trị và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân hơn. My intention was to go over the typical presentations of tumors, some key things to keep in mind as we evaluate the patients, and then just briefly introduce the diagnosis of glioblastoma and an approach to treatment. I hope that was helpful, and thank you so much for your attention, and I apologize for going over time. Thì cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta hôm nay rất là rộng, thì hôm nay tôi chỉ bàn một ngắn gọn về cái cách tiếp cận của cái u thần kinh đệm và u thần kinh trung ương, và lấy cái ví dụ là u nguyên bào thần kinh đệm. Thì cũng xin lỗi các bạn vì đã quá giờ, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã nghe tới thời điểm này. Thank you professor. We will now move on to the questions received from our audience today for